Em ngồi dựa vô đây. Bộ lúc đám cưới không được bồng cho nên là bữa nay bồng bù hả? Đương nhiên rồi, bồng em cả đời cũng được, miễn sao em mau khỏe lại. Anh nhớ là anh nói anh phải làm đó. Em cứ nằm im tại chỗ, tất cả mọi việc cứ để anh lo hết. Em nằm im tại chỗ không được làm gì hết, giống như là công chúa bị giam trong cấm cung vậy đó. Không phải gọi là công chúa cấm cung mà là công chúa cấm giường thôi. Bác sĩ đã dặn rồi, em nhớ chỉ nằm im một chỗ, không được đứng lên đi tới đi lui nha, không tốt cho sức khỏe. Em muốn bất cứ một cái gì em cứ kêu anh sẽ phục vụ. Chết rồi, tự nhiên bây giờ em khát nước quá à. Ước gì bây giờ có một ly nước. Đợi anh một chút, anh lấy liền. Nước đây. Có liền, có liền, có liền. Nè, em uống đi. Ủa anh ơi, sao nước này lạc quá vậy? Tự nhiên cái em thèm ngọt quá à. À, chị chờ anh chút nha, anh ra lấy đường bỏ vô cho em. Em nói là em thèm ngọt chứ đâu phải là em muốn uống nước đường đâu. Em muốn ăn kẹo. Được, được. Chờ chút anh đi mua. Thôi, kẹo của em có sẵn ở trong tủ kìa, anh lại lấy giùm em đi. Nè em. Thôi, không có chịu đâu, em không thích ăn mùi này. Vậy hả? Thôi, không có thích mùi đó, lấy mùi khác thôi. Đây, em thích mùi nào có mùi đó. Mùi này. Để anh mở cho. Của em đây. Sao vậy em? Ủa sao tự nhiên kẹo này nó ngọt quá vậy? Mùi này lạ lắm nha, giống như là cái mùi nước hoa nào của em mà em có luôn á. Anh thấy mùi nước hoa nào của em cũng ngọt mà. Nhưng mà cái mùi này là cái mùi gì nè? Hay là anh qua bên bàn anh lấy nước hoa qua đây cho em đi, để em coi chai nước hoa nào của em nó giống như cây kẹo này. Để lúc khác được không em? Bây giờ em phải nằm nghỉ ngơi chứ. Thôi, em phải tìm ra cái chai nước hoa nào mà nó giống như cái cây kẹo này mới được. Không thôi là em cứ thắc mắc hoài mà em không ngủ được luôn á. Thôi được rồi, anh sẽ lấy cho em. Đây. Đây. Nè. Nhưng mà bây giờ cái tự nhiên em hết muốn biết rồi. Thôi anh dẹp đi. Dẹp đi. Không dẹp để em ạ. Để anh. Em còn muốn gì nữa không? À, anh lấy giùm em cái kiến đi anh. Kiến hả? Để làm gì em? Thì em nói anh lấy thì anh lấy đi. Nè, kiến đây. Em tính làm gì? Em đâu làm gì đâu, em ngắm coi em đẹp không đó mà. Nè. Phạt cái tội dám chọc anh nha. Đây của Ủa, con mẹ nè. Ủa, món gì vậy mẹ? Hôm nay á, ăn cháo cá chép. Mẹ hầm cả tiếng đồng hồ đó, mà đảm bảo ăn rất là ngon. Nè, con phải ráng ăn cho hết tô nghe chưa. Cái dạ. Món này rất là tốt cho bà bầu. Dạ, con cảm ơn mẹ. Nè. Dạ. À,
Mẹ quên, để mẹ vô lấy cho con cái dĩa đựng xương. Dạ. Ngon không con? Dạ ngon. Phải chi con Qua nó đừng có động đảnh, nó chịu vậy đây. Thì mẹ chăm sóc cho cả hai chị em tốt biết bao nhiêu. Chứ mấy cái món này thằng Bình làm sao mà biết nấu cho vợ nó ăn. Mẹ mà nấu mang qua đó chưa chắc vợ nó chịu ăn hay không nữa. Thôi mẹ cũng đừng có buồn. Con rể của mẹ cũng là người biết nấu ăn mà. Không nấu được món này á thì cũng sẽ nấu được món khác bổ dưỡng để tẩm bổ cho con gái của mẹ thôi. Để mai mẹ ghé qua nhà đó coi thử làm sao. Cũng mong là như vậy. Dạ. Trời ơi mẹ ơi, nguy hiểm quá mẹ ơi. Mẹ coi nè. Ờ. Chắc là mẹ dễ còn sót. Trời ơi mẹ. Hả? Còn nguyên cái xương bự luôn nè. Đâu? Thôi ơi, có mẹ mà coi. Nó đâu. Nhiều xương quá à. Nè, đưa đây, để mẹ coi còn xương không. Chứ mẹ nấu mà bỏ đi uổng lắm. Nè, hết rồi con, ăn đi. Nè. Ngon quá mẹ ơi. Bị mất xương hay gì nè mẹ. Trời ơi mẹ tưởng là mẹ lấy xương ra hết rồi chứ sao còn được nữa. Mẹ ơi con đau quá mẹ. Mẹ ơi con mất xương rồi mẹ ơi. Mất ngày cuốn họng này mẹ. Phương anh ơi, em bị gì vậy? Em bị mất xương rồi nè. Trời ơi mẹ. Hả? Mẹ giả cá kiểu gì mà để cho Phương bị mất xương vậy? Ừ, thì mẹ sơi chứ mẹ cũng không cố ý. Chờ mẹ chút nha. Anh ơi em đau quá. Ráng đi em. Mẹ nhanh đi mẹ. Đây nè. Nhanh đi mẹ. Nè con ráng nuốt cục cơm này đi là hết liền à. Nè nuốt nha con, nuốt trọng nha. Sao rồi con? Mẹ ơi vẫn còn mẹ ơi. Hay để anh đưa em đi bệnh viện nha. Khoan đã, anh để mẹ cho con nuốt thêm cục to hơn. Để coi làm sao. Nếu như vẫn còn á thì đưa vô bệnh viện. Con đừng có nhai nha, ráng nuốt nha. Được chưa mẹ? Mẹ ơi. Hả? Con hết rồi mẹ ơi. Hết thiệt hả con? Cũng may đó, không thôi là mẹ chịu hết trách nhiệm đó. Em ơi. Anh. Cô vô đây cô. Dạ. Dạ chào cô. Đây là cô Dân. Anh tìm được ở trung tâm môi giới việc làm. Từ giờ cô sẽ ở nhà chăm sóc cho em. Dạ chào cô. Dạ. Vợ tôi đang phải dưỡng thai. Việc của cô là phải luôn túc trực bên cạnh vợ tôi để tôi yên tâm đi làm. Ngoài ra cô sẽ lo giúp giùm tôi toàn bộ công việc trong gia đình, như là nấu cơm và dọn dẹp. Dạ. Em đói bụng chưa? Cũng hơi hơi. Cô à, tủ lạnh của con ở đằng sau bếp á. Cô ra sau nấu giùm con chén cháo nha. Dạ. Anh nè, liệu cô này có biết việc và đáng tin tưởng không anh? Em cứ an tâm đi, anh đã tìm hiểu kỹ rồi. Vấn đề còn lại là không biết cô có nấu hợp khẩu vị của em không thôi. Mà nếu không, anh sẽ điều chỉnh.
cảm ơn anh. Muốn cảm ơn á thì mau khỏe lại giùm anh đi. Thôi bây giờ anh đi tắm đi. Em nghe tiếng của Bẩm vậy á, em tưởng tượng mình đang được phục vụ bởi đầu bếp của khách sạn 5 sao á. Vợ ơi là vợ. Dạ, tôi nấu cháo thịt Bẩm cho cô xong rồi nè. Tôi sợ cô đói bụng cho nên tôi nấu nhanh một chút. Cảm ơn cô. Ra đi em. Cô ăn đi cho nóng. Cảm ơn cô. Cô ngồi đi. Dạ. Thử đi em. Cô ăn thấy có vừa miệng không? Để lần sau á tôi nêm lại. Dạ, ngon lắm cô. Nhưng mà quê cô ở đâu vậy? Gia đình cô có đông không? Tôi gốc người miền ngoài. Nhưng trong trận lũ lịch sử mấy chục năm trước á, tôi mất hết người thân, nhà cửa cũng bị lũ cuốn trôi luôn. Suốt từ hồi đó tới giờ tôi phải bỏ xứ mà đi, cũng cơ cực lắm cô ơi. Tôi từng lang thang xin ngủ lây lất ngoài đường xó chợ, cho tới khi tôi được người ta nhận về làm giúp việc. Mới tháng trước ông bà chủ của tôi bán nhà đi Mỹ, họ nhờ trung tâm môi giới việc làm kiếm việc giùm tôi. Chắc ông trời ông cũng thương nên bữa nay tôi mới được gặp cậu Bình đây, được về đây giúp việc cho cô cậu. Vậy còn tiền lương tháng thì sao? Cô muốn lấy bao nhiêu? Tôi có chỗ ăn chỗ ở là may mắn lắm rồi. Còn chuyện tiền lương thì cô cậu muốn cho bao nhiêu cũng được hết á. Dạ, tôi xin phép cô cậu cho tôi vô bếp làm việc tiếp. Ủa, mẹ, sao mẹ dậy sớm vậy? Mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng và đồ ăn trưa cho con. Với lại, mẹ nấu sữa đậu nành cho con mang đi con uống, cho nó sạch sẽ, vệ sinh. Chứ mấy cái món này mà con mua ngoài đường là không có đảm bảo vệ sinh đâu. Trời, mẹ chăm con kiểu này á, sớm muộn gì con cũng trở thành bò sữa cho mẹ coi. Gần tới ngày sanh á, chắc con lên cỡ 30kg luôn á. Không có sao đâu. Đợi khi nào em bé lớn rồi á, mẹ sẽ đưa con đi tập thể dục để giảm cân, chịu không? Em, con đi làm nha mẹ. Mẹ cho con xin lỗi vụ hôm bữa nha. Ba con chỉ kêu con nói vậy thôi đó hả? Dạ. Nếu như không phải là ba con hay con Phương kêu con nói, chắc con cũng chưa chịu xin lỗi mẹ đâu. Mẹ còn lạ gì cái kiểu vô tâm vô tình của con. Vậy là mẹ hết giận con rồi phải không? Lo mà chở vợ đi làm đi, để không lát nữa kẹt xe rồi nắng nôi nữa. Dạ, thưa mẹ con đi. Trời đất, cái con nhỏ này có chai sữa thôi là cũng để quên nữa. Rồi không biết lấy gì mà uống đây.
Dạ thưa cô, có mẹ cô tới. Dạ. Ủa mẹ. Ừ. Sao mẹ lại tới giờ này? Dạ. Tại vì chị Phương bỏ quên sữa đậu nành ở nhà, mẹ đem tới công ty cho chị nên ghé qua thăm con luôn. Thì ra là sẵn tiện. Nè, Bình đi làm rồi hả? Dạ, anh Bình đã đi công tác rồi mẹ. Dạ, mời bà dùng nước. Ừ. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, tôi xin phép. Bà ngồi chơi với cô, tôi xin ra sau làm việc. Nè. Dạ. Nhà con tìm được bà giúp việc này cũng tốt quá ha. Nhìn cái cách bà làm việc là mẹ biết ngay bà có trách nhiệm. Bà cũng siêng năng, nhà cửa cũng sạch sẽ. Nước tráng miệng của cô đây. Dạ. Dạ. Chị à. Dạ. Tôi thấy chị cũng nhiệt tình lo lắng cho con gái tôi chu đáo như vậy, tôi cũng thấy yên tâm. Tôi ở xa, có muốn qua lại chăm sóc cho nó thì cũng không qua lại thường xuyên. Nhờ có chị ở đây cho nên hôm nay tôi gửi gắm chị nha. Dạ. Nó ngó vậy á, nhưng mà sức khỏe lại không được tốt lắm, cho nên là chị cố gắng chăm sóc nó giùm tôi. Chị cứ ở đây với các con của tôi, rồi gia đình của tôi sẽ có trách nhiệm với chị. Chị cứ yên tâm ở lại, không có cần phải đi đâu hết á. Dạ, dạ cảm ơn bà. Dạ, xin phép bà tôi vô. Ủa mẹ, bộ mẹ sắp đi xa hay sao mà mẹ dặn dò người ta kỹ quá vậy mẹ? Em đang làm gì đó? Ở nhà sao rồi? Dạ, mọi thứ vẫn bình thường. Anh đang làm gì vậy? Đang ăn gì chưa? Anh ăn rồi. Bây giờ anh đang tranh thủ chuẩn bị làm tài liệu cho hội nghị đây. Bữa nay cô dần giúp việc, hầm gà cho em có ngon không? Dạ, ngon lắm anh. Nè, em nhớ đối xử tốt với cổ nha. Bây giờ tìm được người giúp việc ưng ý như vậy khó lắm đó. Đừng để chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Cổ mà bỏ đi á, mình không biết tìm ai mà làm giúp đâu. Em biết rồi mà. Thôi bye bye anh nha. Vậy nha. Bye bye em. Bye anh. Làm gì Như? Anh, em đang chỉnh sửa lại nội dung talk show, lát nữa khách mời tới mình hỏi. Làm nghề này như em chắc khó có chồng lắm ha. Thời gian giờ giấc lung tung, làm sao lo cho gia đình được? Thì em cũng đâu muốn lấy chồng làm gì đâu. Anh thấy Mai Hoa không? Đang yên đang lành tự nhiên lấy chồng cái, cái phải ở nhà dưỡng thai, xung quanh chỉ có bốn bức tường, y như ở tù vậy, thấy mà sợ. Ai mà cũng phản đối hôn nhân như em á, chắc ế già hết. Anh đang ám chỉ cái gì vậy hả? Đâu có đâu, anh vô tội mà. Chào anh. Dạ. Cho mình hỏi phòng quay talk show ở đâu vậy? Phim trường ở đây nè, mời anh ngồi. Cảm ơn. Anh ngồi chờ xíu nha, em ra ngoài một chút. Tôi cũng không biết cảm xúc là cái gì, nó đang cực kỳ khó tả, giống như là bị ám ảnh hay là bị tự kỷ ám thị vậy đó. Bà có hiểu không mà cười vậy? Tư vấn giùm tôi đi. Theo bà thì tôi phải làm gì để mà gặp lại người đó? Bình thường á thì tôi cũng không tới nỗi ngu muội dữ vậy, nhưng mà sau cái lần này tôi cảm thấy tôi quá ngu luôn. Cũng dễ hiểu thôi, người ta nói á, không có ai mà rơi vào tình yêu có thể vừa yêu mà vừa tỉnh táo được. Bà bị tình yêu sét đánh trúng đầu rồi, hỏi sao mà không ngu được. Cứ cho là vậy đi. Nhưng mà bây giờ nè, nói coi phải làm gì bây giờ? Ai biết, ủa chuyện của bà mà. Dạ, đồ ăn tôi chuẩn bị xong rồi, hai cô ăn chung cho vui. Dạ. Còn cảm ơn cô. Có gì đâu, tôi thấy bạn cô tới chơi cho nên tôi chuẩn bị đồ ăn để bạn cô ở lại đây ăn cho vui mà. Dạ, con cảm ơn cô nha. Dạ, hai cô cần gì thì cứ gọi tôi. Ủa mà cô chuẩn bị đồ ăn cho cô chưa?
Dạ, tôi còn để ở dưới bếp á, chút xíu nữa tôi xuống tôi ăn. Có gì cần á, nhớ kêu tôi nghe. Xin phép cô. Bà tìm đâu ra cô giúp việc tốt quá vậy? Ăn đi, tôi ăn cái này. Thôi, bà ăn xong rồi. Bà ra trước xem tivi nha. Dạ. Con cũng xong luôn rồi. Thôi, hai đứa đi lên lầu đi, con đưa vợ lên lầu đi. Dạ. Con cảm ơn mẹ vì bữa ăn ngon hôm nay nha. Ừ, lên lầu nghỉ ngơi đi. Dạ. Đi đi đi. Đi em. Có chuyện gì vậy em? Trời ơi, trời ơi, em có sao không? Em quên là trong cái chậu có con dao. Trời ơi. Trời. Chén dĩa em cứ để đó đi, để anh kêu con Phương nó xuống nó rửa cho. Thôi, con nó đang bầu bì, cũng mệt mỏi, đứng mỏi chân. Để lát nữa em đỡ đau rồi em rửa cho. Tại sao em cứ phải như vậy? Em chiều nó quá là không có được đâu. Thỉnh thoảng cũng phải để cho con dâu nó làm chứ. Đi chợ không phải đi, cơm nước không phải nấu, dọn dẹp cũng không, nhà cửa toàn bộ một tay em lo hết. Như vậy là không có được đâu. Anh à, nó nhỏ thôi, con nó đi làm về suốt cả ngày cũng mệt chứ. Ai mà không mệt. Em cứ nuông chiều nó riết, không khéo càng ngày nó càng hư ra, rồi tụi nó sống sẽ vô tâm. Chứ tụi nó không hiểu được sự hy sinh của em đâu. Rồi lâu dần em sẽ tự biến mình thành ô xin trong nhà. Thôi được rồi mà.